Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày mậu dần tháng kỵ sửu năm canh tí Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ ngày mậu dần tức chi khắc với can có nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hung về nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi nhâm thân giáp thân ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xông với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu vài tuổi xung khác trong ngày tuổi canh thân giáp thân tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao u vi tinh tốt mọi việc sao tuế hợp tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng xây dựng về nhà cửa sao hoang vu xấu mọi việc sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này rất có thể bạn sẽ cảm thấy hối hận khi mà từ bộ đoạn tình cảm vừa rồi một cách vội vàng. Chỉ vì cá tính riêng của mình, vì những ham muốn, ích kỷ của bản thân mà bản mệnh đã khiến cho người ấy bị tổn thương. Và với bà tuổi Tý trong ngày này, bạn cũng đang gặp ngày có thủy sinh xuất chô mộc. Cho nên, với bà tuổi Tý cần phải bình tĩnh lại, đừng để cho mọi sự trở nên rối ren hơn. Không thể nào khiến cho thời gian quay trở lại. Nhưng, bạn có thể tìm cách để sửa sai và biết đâu người ấy sẽ tha thứ cho bạn thì sao. Còn đối với những bạn đang quản đầu thân á, thì cứ ngỡ rằng mình hoàn toàn là ổn khi sống một mình. Nhưng khi nhìn thấy những người xung quanh đã có đôi có cặp thì bạn lại có cảm giác trong tranh đôi phần cô đơn vì không có người ở bên bầu bạn mỗi ngày và từ vi tuổi giáp Tý thuộc Kim, tình duyên không được như ý, cảm thấy cô đơn. Từ vi tuổi bính Tý thuộc Thủy, lạc lõng trong chính gia đình mình. Từ vi tuổi mậu Tý thuộc Hỏa, thiếu sự cảm thông chia sẻ với nhau. Từ vi tuổi canh Tý thuộc Thổ nên hiểu và thông cảm cho đối phương. Từ vi tuổi nhâm Tý thuộc Mộc, hy sinh mà chẳng được hưởng thành quả. và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp. 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này sẽ được chính tài chia chở cho nên với bà tuổi Sửu bạn thoát khỏi nỗi lo về vấn đề về tài chính bạn mệnh có thể yên tâm để chi tiêu mua sắm dần cho những ngày Tết sắp tới Tuy nhiên, cuộc sống không có chuyện này thì chuyện khác lại làm cho bạn phải lô toan, mọc thổ mâu thuẫn, tình cảm gia đình cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng khi bạn tuổi xỉu thực sự không hiểu nỗi lòng của đối phương. Với bà tuổi xỉu, bạn lại đang rất háo hức vì những ngày Tết sắp đến thì người ấy lại cảm thấy chán nản vì có bao nhiêu công việc phải gánh vác lên vai, trong khi bản thân bạn không hề có dấu hiệu gì cho thấy sẽ đứng ra để chia sẻ gánh nặng đó với đối phương về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình cảm không diễn ra như mong muốn tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy tài lộc được dồi dào có nhiều tiền bạc trong tay tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa kiếm tiền dễ dàng hơn hẳn so với bình thường tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ có nguồn thu nhập ổn định tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc dễ nảy sinh hiểu lầm trong gia đình vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của tỷ kiên chiếu mệnh, cho nên bạn đã cố gắng hết sức để đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho mình. Bạn mệnh có thể sẽ cảm thấy bối rối lúc ban đầu, nhưng sau đó lại khá chi là hào hứng vì mình đã đủ được sự tự chủ cũng chính nhờ sự quyết đoán đó của bà tuổi dần làm cho bạn có thể kiếm được một khoản tiền lớn về tay. Cơ hội kiếm tiền đến là bạn nhanh chóng nắm bắt chứ không hề có chần chừ, do dự quá nhiều như thế nữa. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có màu khí vượng, cho thấy cái điều này ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bạn đặc biệt là chức năng của gan và thận. Chính vì thế, trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần, bạn nên lưu ý chăm sóc cho sức khỏe của mình, nhất là đối với những bạn đã có tiền sử về bệnh gan, thận. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, sức khỏe không tốt, dễ có vấn đề về gan. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, chủ động, và độc lập trong hành động, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tự kiếm tiền bằng chính năng lực của mình, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc sẵn sàng đối phó với những khó khăn ở phía trước, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim không hề nản lòng dù có gặp thất bại đi chăng nữa. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mạo á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mạo trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành dần mạo tương hội. Đây là tin tốt cho bạn, đối với những bạn đang quản độc thân và hôm nay đang có được đào hoa nở rộ, bạn có thể tìm được cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy và đừng để cho cơ hội vụt qua một cách đáng tiếc tình cảm có thì nên nói ra chứ đừng có giấu giếm ở trong lòng bởi lẽ chẳng có ai đứng in một chỗ chờ đợi bạn khi bạn trần trừ do dự chưa nói ra được tiếng yêu thì có khi đã có bao nhiêu người ngoài kia trên chân và giành lấy tình cảm của đối phương rồi Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có họa phá tài sắp tới và bạn tuổi mão đang thiếu đi sự tỉnh táo và sáng suốt cho nên dễ đưa ra những nhận định sai lầm đầu tư kinh doanh lầm chỗ cho nên trạng thái tiền bạc sinh sôi nảy nở mà đang có điểm báo sự hao hụt phá tài đến với bạn vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy đừng có chần chừ nói lên tiếng yêu tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tiền bạc hao hụt dễ làm ăn thua lỗ. Tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ, cẩn trọng khi tính toán chuyện làm ăn. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, có cơ hội chạm tay vào hạnh phúc. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, đào hoa vượng, sớm thoát khỏi cảnh cô đơn. Phải đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tử thìn đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử thìn trong ngày này bạn đang có được báo hiệu là người khá chi là may mắn khi có được cả tiền bạc và tình cảm đều đi theo ý muốn của mình ngày này với bạn tử thìn đang gặp được ngày của tam hội cục chiếu mệnh làm cho bạn mệnh nhanh chóng hàn gắn được những vết rạn nứt trong mối quan hệ hiện tại Mặc dù những mâu thuẫn đã được hóa giải, nhưng vẫn có những vết gợn ở trong lòng với bà tuổi thìn không chấp nhận điều đó cho nên cố gắng hết sức mình để tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp để chuông người ấy dần quên đi tổn thương trước đó bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi thìn có thể kiếm được khá nhiều tiền nhờ những nỗ lực từ ngày tay trái của mình và bạn tuổi thìn, bạn cần phải cố gắng sắp xếp thời gian trong ngày để tình cũng được như ý mà tài lộc cũng được dồi dào. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc hỏa, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, mau thuận tan biến, rạn dạ nứt được hàn gắn. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, dễ kiếm được tiền từ nghề tay trái. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Từ vi tuổi nham thìn thuộc thủy nên tìm cách để cải thiện chuyện tình cảm. Vài đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Cái điều này gây ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống gia đình của bạn. Cứ mãi suy nghĩ, hy sinh cho người khác, bản mệnh tuổi tỵ cuối cùng lại là người phải chịu thiệt hoài, ấm ức nhiều nhất và dù với bà tuổi tỵ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khó tránh khỏi những lúc cảm thấy bị tủi thân khi mà mọi người đều hân hoan vui mừng với những niềm vui riêng, chẳng ai ngó ngàng quan tâm tới cảm xúc của bà cả. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ bà lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi tỵ hãy dành nhiều thời gian để kiếm tiền, quên đi những nỗi buồn trong chuyện tình cảm thì hơn. Bạn mệnh có thể sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong chuyện kinh doanh, buôn bán, tiền bạc rụng rịnh trong tay ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ mau thuận bùng nổ có nhiều vấn đề xảy ra. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ kiếm tiền được thuận lợi, tài vận hanh thông. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc kinh doanh phát đạt Tiền bạc được dồi dào tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim chịu nhiều thiệt hoài ấm ức tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy không được hiểu cho nội khổ của mình và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc Cát Tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021, xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này Đã gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ cho nên cái mối quan hệ trong gia đình của bạn Tử Ngọa dần được cải thiện, cùng với không khí náo nức đón xuân về, mọi người cũng đã mở lòng với nhau hơn, không giữ mãi những khúc mắc mà đã tâm sự chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa. Đối với những bạn đang quản độc thân, vốn cũng không mong chờ gì nhiều vào việc đốn tình yêu vào thời điểm cận kề tốt như thế này. Nhưng đúng là khi tình yêu đến thì không có gì có thể ngăn cản được. Bạn đã mạnh mẽ đón nhận hạnh phúc của mình rồi. Và đôi khi hạnh phúc lướt qua mà chúng ta chẳng hề hay biết. Với bạn tuổi ngọ, bạn vốn là người thẳng thắn, phóng khoáng nhưng lại có phần vô tâm, không hề nhận ra rằng tình yêu đã ở gần mình đến như vậy và vô tình lại bỏ qua. Về tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc kim cần phải chú ý để không lỡ mất hạnh phúc từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình yêu quả cửa trái tim từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa đào hoa khởi vượng tình duyên như ý từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên tìm cách để tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng để mình phải hối hận về sau này và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 31 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đã gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu, có được nguồn thu nhập vững vàng và ổn định giúp cho bạn mệnh yên tâm nhiều hơn. Nỗi lo lắng mua sắm những ngày Tết cũng dần được xua tan với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ bất dung, cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân, có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với chính người thân trong nhà vì chuyện tình cảm của mình. Và với bạn tuổi mùi, bạn muốn chờ đợi định mệnh của đời mình, trong khi mọi người cứ thúc giục bạn sớm chấp nhận chuyện mai mối, giới thiệu. Còn đối với các cặp đôi thì lại dễ nảy sinh tranh cãi chỉ đơn giản là vì những chuyện có thể xảy ra trong những ngày sắp tới. Và có thể xảy ra thôi, nhưng với bạn tuổi mùi, luôn cho rằng đó là sự thực và cố gắng bắt ép đối phương làm theo ý của mình. Phải tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, chớ nên chấp nhặt những chuyện vụn vặt. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, hãy thoải mái chi tiêu theo ý của mình. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, sự áp đặt càng khiến cho những mâu thuẫn gia tăng từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ tiền bạc được dồi dào thoải mái mua sắm từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng tự cho mình là đúng đắn Phải đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bạn tuổi thân đang có điểm báo không có nhiều hy vọng vào việc hàn gắn mối quan hệ đã bị rạn nứt giữa hai người và hai người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cũng chính vì mâu thuẫn trong quan điểm cho nên những cuộc nói chuyện diễn ra càng ngày càng trong không khí nặng nề. Thay vì hiểu nhau hơn thì đôi bên lại càng hiểu lầm sâu sắc, hố sâu ngăn cách giữa hai bạn càng lớn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cốp thêm màu xám cho bức tranh ảm đạm ngày này với bạn tuổi thân, mang tới họa mất tiền, hao của và với bạn tuổi thân đang có điểm báo tin lầm người để cho tiểu nhân dẫn đường chỉ lối đi sai đường lạc hướng dẫn đến mất tiền hao của. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, mâu thuận bất đồng từ nhiều quan điểm. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa dễ bị tiểu nhân lừa gạt lấy mất tiền bạc, tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, họa phá tài rình rập, chẳng có tiền tiêu, tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, tình cảm không được như ý, dễ nảy sinh tranh cãi, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, cẩn thận trọng hơn trong đầu tư kinh doanh. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành xung khắc. Cho nên với bà tử giàu, khó lòng có được vận trình tình duyên như ý, đào hoa ảm đàm, Đối với những bạn đang còn độc thân thì hết lần này tới lần khác bị thất vọng khi mà người ấy cho rằng những cố gắng của bạn là chưa đủ chân thành. Và với bạn tuổi dậu, tình cảm không phải lúc nào cũng dễ nói thành lời và bạn muốn dùng hành động để chứng minh, chứng tỏ lòng mình. Nhưng đối phương thì không chấp nhận đơn giản như vậy mà chỉ đòi hỏi nhiều hơn nữa các cặp đôi đang cảm thấy tình cảm trở nên nhạt nhẽo khi không có nhiều thời gian dành cho nhau vào thời điểm cuối năm, bận rộn bộn bề công việc, ai cũng có những mối quan tâm riêng cho mình, tình cảm không còn được đặt lên hàng đầu nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tình cảm phai nhạt theo thời gian tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa chưa tìm được nửa kia riêng cho mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ cần phải chia sẻ suy nghĩ của mình nhiều hơn tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc nhân duyên chưa tới đành phải chấp nhận tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng quá cố chấp mà lại tự hại mình vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tử tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân mang đến điểm sáng cho bạn trong ngày thứ bảy này và với bà tuổi tuất đang nhờ quý nhân xia duyên cho nên với bạn dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương và bạn chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là giành được trái tim của người ấy Ngày này, đối với các cặp vợ chồng thì đang có được một ngày ở bên nhau khi không khí Tết đến xuân về đang đến gần. Có thêm cơ hội cho bạn và người ấy thể hiện sự quan tâm, chăm sóc kỹ càng đối với người mình yêu thương luôn đặt trong tim mình. Thiên tài chiếu mệnh giúp cho bạn tử tuất kiếm tiền được một cách dễ dàng hơn. Chỉ với nghề tay trái nhưng bạn mệnh cũng có thể đạt được thu nhập khiến cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Và thực ra đó là thành quả mà bạn xứng đáng được hưởng vì bạn đã rèn luyện bản thân mình thật tốt trong suốt thời gian vừa qua. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ có nghề tay trái với thu nhập ổn định. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cứ nghĩ mình đã có được mọi thứ trong tay. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim tiền đầy túi tình đầy tim, từ vi tuổi nham tốt thuộc thủy dễ dàng mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành, dần hợi nhị hợp, cho nên, đối với những bạn đang quản độc thân, sẽ sớm thoát khỏi kiếp độc thân nếu như bạn biết nắm bắt được cơ may tình duyên trong ngày hôm nay. Và bạn mệnh tuổi hợi cần phải chủ động hơn bày tỏa tình cảm của mình cho người ấy biết các cặp đôi cũng sẽ có những kế hoạch ngoạt ngào bên nhau trong những ngày sắp tới. Mọi người thường lo lắng sẽ xảy ra những mâu thuẫn khi không thể thống nhất được với nhau những kế hoạch vui Tết. Nhưng may mắn là điều đó chẳng xảy ra với bà tuổi hợi gia đình hài hòa, không khí vui vẻ, rộn ràng, thật sự tạo ra được tâm trạng cực kỳ là phấn khởi cho bạn tuổi hợi. Những mệt nhọc trong tuần vừa qua cũng dần tan biến hết khi mà bạn ở bên những người mình thân yêu trong những ngày cận kề sắp tới. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa tình cảm thăng hoa rực rỡ trong những ngày cuối tuần. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ những mâu thuẫn nhanh chóng được tháo gỡ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc có thêm nhiều kỷ niệm đẹp ở bên nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim hàn gắn được những vết nứt trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy đào hoa khởi vượng tình duyên phơi phới. Và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phụ trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.